Dạ. Tôi hỏi anh Nam nha. Bây giờ trường hợp cái đài cũ đó bây giờ chuyển qua làm cách nào từ đài cũ? Đài cũ bây giờ anh mở qua đài cũ đó là sao anh chị? Bây giờ quý vị đang coi là giống như cái đài này là đài cũ, thì bây giờ đài sẽ đổi qua một cái tần số mới. Thì giờ muốn coi cái trên cái tần số mới á, thì trước hết á, quý vị phải vô lấy một cái remote mà quý vị đang coi á, thì sẽ bấm cái nút menu trên remote, thì mình phải cần rescan lại cái hiệu cua sáp này thì mình mới lấy được cái đài mới. Thì trước tiên á, mình sẽ trên remote á, mình sẽ bấm cái nút menu. Khi mình bấm cái nút menu thì cái màn hình nó sẽ hiện lên cho mình thấy là có phần là installation, this setting. Thì bây giờ mình phải xuống cái phần là nó gọi là blind scan. Thì mình phải bấm mũi tên đi qua bên phải trên remote. Thì nó sẽ hỏi mình cái password, thì mình sẽ bấm 4 con số 0 vô. Khi nó qua chỗ this setting thì mình phải xuống dùng trên remote, mình phải đi dùng mũi tên đi xuống chỗ blind scan. Khi mà nó xuống tới blind scan, sau đó mình sẽ bấm nút ok trên remote. Thì mình coi là chương trình của đài là trên Galaxy 97 West. Thì bây giờ khi nó đã highlight màu vàng thì mình sẽ chọn qua cái chữ ok bên đây. Sau đó mình sẽ bấm ok một lần nữa. Thì máy nó sẽ tự động scan. Mình phải chờ sau khi scan cho nó xong thì lúc đó mình sẽ đi kiếm cái đài mới. Sau khi xong á, mình phải dùng cái remote, trên remote nó có chữ là guide. Nó có chữ guide hoặc là EPG. Thì mình sẽ bấm chữ guide. Mình sẽ dò đài. Thì lúc đó mình sẽ thấy cái đài mới trên cái hộp và cua sát này. Thì mình nhìn theo cái đó là mình biết cái receiver nó làm như thế nào. Thì mình phải chờ, đừng đừng có tắt máy. Nếu mà nó chạy lâu cũng phải chờ thôi. Bây giờ anh đang cái số đang chạy là như vậy đó. Dạ. Đó, hiện tại bây giờ là 51 51 phần trăm. phần trăm thì mình phải chờ cho nó tới 100%. Bây giờ là 97 phần trăm rồi. Dạ. Chín Thì mình 98. bây giờ 100 là sao nha? Ok, thì máy nó tự động nó nói là 7 play, mình đừng làm gì hết. Sau khi nó làm như vậy xong thì trên remote nó sẽ có cái chữ exit. Mình sẽ bấm exit ra. Bấm exit khi nào nó có hình thôi. Thì khi khi cái máy nó ra như vậy á, thì mình sẽ bấm chữ guide trên remote. Bấm chữ guide trên remote. Bây giờ mình sẽ dùng cái mũi tên đi lên đi xuống, nó gọi là channel up and channel down á. Thì mình sẽ đi dò cái đài. Dò cái đài mới. Nó sẽ không. Dạ. Thì mình sẽ thấy trong cái hộp nó sẽ có hai đài, đài cũ và đài mới. Thì cái đài cũ á, thì vẫn còn coi được 1 2 ngày nữa, thì lúc đó cái đài đó mình không coi được nữa, thì mình chỉ còn thấy một đài mới mình coi thôi. Thì khi mình thấy được cái đài Lý Đô Sài Gòn TV á, thì mình sẽ bấm ok trên remote. Sau khi mình scan cái đài được rồi đó thì mình coi cái đài mới, rồi mình sẽ nhớ cái số đài mới luôn, mình không cần coi bên cũ nữa tại vì bây giờ họ đã phát sóng cho mình luôn rồi. Phát sóng trên cái đài mới rồi Dạ. trong cái tuần lễ này, Dạ. cho nên hai cái được coi cùng lúc, Dạ. cứ khuyên quý vị là nên qua Dạ. cái làn sóng mới Dạ, để rồi. mình nhớ cái đài mới. Ok, dạ thưa, cảm ơn anh Hùng, Dạ. anh Nam.